Tay em đây là cái sản phẩm của Web Vision X8. Con này thì đang được sale cái giá rất là tốt cho anh em nhá. Và con này thì lắp được hết rồi cho tất cả các dòng xe, và cấu hình gương con này cực kỳ cao. Đây anh em có thể thấy em vừa mới lắp cho chiếc Honda CR-V đây. Đấy, với cái màn hình của chiếc xe Honda CR-V này thì nó sẽ là màn 10 inch anh em nhá. Đấy. Với cấu hình là RAM 4GB và ROM 64GB, đầy đủ tính năng. Anh em có thể thấy đầu tiên là anh em thấy cái điều ạ, khi lắp cái màn Android đây là quay có cái biểu tượng cảnh báo tốc độ đây ạ. Sau khi lắp đặt xong con này thì nó sẽ có một cái phần cảnh báo tốc độ của thằng cái map line đây này. Đấy. Anh em thấy không ạ, luôn luôn có những cảnh báo tốc độ ở ngay bên cạnh này và nhắc nhở cho anh em bằng tiếng Việt nha anh em nhá. Khi mà anh em đi mà đường mà những cái cung đường mới ấy, thì anh em lái xe mới rất là cái này rất là quan trọng này, đến đâu mà có cảnh báo tốc độ thì cực kỳ tốt. Nếu mà không có cảnh báo tốc độ anh em nhiều lúc ăn cái quả biên bản cảnh báo phát là đi ngay mấy triệu nhá. Tính năng giải trí thì rất là nhiều tính năng giải trí trên chiếc xe này, YouTube này, anh em nghe nhạc trực tuyến này, VTV Go để anh em xem TV này, dẫn đường của Vietmap Line này, Vietmap Ven 2 này, đầy đủ những tính năng như thế. Và điều quan trọng nhất là cái phím, những cái phím khiển vô lăng này vẫn giữ nguyên, và anh em ra lệnh giọng nói trực tiếp trên vô lăng này của anh em. Mở video nhạc trẻ. Đang mở video nhạc trẻ. Đó, anh em thấy không ạ? Ngay lập tức nó sẽ mở cái video cho anh em. Còn nếu mà dẫn đường đúng không ạ? Anh em ấn vào đây thôi ạ. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap Line. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap Line. Ngay lập tức trước màn hình sẽ xử lý và đưa cái lộ trình cho anh em đến cái vị trí anh em cần đến, và có cảnh báo tốc độ trên chính trước màn hình. Và thứ hai là có cái phần cây số và của anh em ở đây, anh em có thể nhìn thấy là mình đang đi bao nhiêu cây số thì đến nơi đây. Đấy. Và cái thời gian đi nó sao, và cái giao diện của nó rất là hài hòa để anh em có thể quan sát và dễ nhìn. Đi thì anh em cứ đây, anh em có thấy qua đây có cái vị trí này không, anh em đi theo cái này là nó đấy không, và nó sẽ dẫn đường anh em đến, và có những cảnh báo giao thông hiện ở ngay bên cạnh đấy. Một cái rất là tiện lợi và hữu ích khi mà anh em lắp những cái màn hình Android đấy. Nên là nhiều lúc anh em cứ bảo để lại màn zin, anh em có nên để lại màn zin không ạ? Cái em nghĩ là với cái thời đại 4.0 rồi thì cái màn zin nó không còn quan trọng nữa, và anh em hãy ngay thay ngay cho mình một chiếc màn hình Android như thế này, lắp vào vị trí zin, cắm rắc zin, tất cả đều cắm rắc zin, và có những cái dưỡng chuyển đổi để lắp đặt zin như này cho anh em không lo lắng phải cắt đấu nối chế cháo gì trên chiếc xe của mình, hệ thống điện được bảo hành nguyên theo hãng đấy. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay Agala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình một chiếc màn hình Android như thế này ạ. Cảm ơn anh em.